tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung bài toán cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. So với đợt tập trung hồi tháng 9, tuyển Việt Nam được kỳ vọng là có một bộ mặt khác trong hai trận giao hữu gặp Ấn Độ và Liban vào tháng 10. Dự kiến ngày 5 tháng 10 tới đây, tuyển Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu gặp Ấn Độ và Liban. Trước đó ít hôm, ông Kim Sang-sik công bố bản danh sách tập trung tuyển Việt Nam với khoảng 30 cái tên. Ở đợt tập trung hồi tháng 9, tuyển Việt Nam đã hai trận đấu giao hữu trên sân nhà và đều để thua trước Nga với tỷ số 0-3 và Thái Lan với tỷ số là 1-2. Ở hai trận đấu này, nếu như thất bại trước Nga không có gì đáng để nói, thì việc đoàn quân của ông Kim Sang-sik không có nổi một trận hòa trước Thái Lan sử dụng đội hình 2 là điều đáng để bàn đến. Sau hơn 4 tháng nhưng ông Kim Sang-sik lại chưa mang đến một sự mới mẻ đáng kể nào cả về cả cách thể hiện và nhân sự nữa. Nếu như cứ thi đấu như hai trận đấu vừa qua thì tương lai của tuyển Việt Nam thật mông lung và rất đáng lo ngại, bình luận viên Quang Tùng thẳng thắn nói. Cũng theo bình luận viên Quang Tùng, ông Kim Sang-sik không để lại một dấu ấn nào, tuyển Việt Nam cứ đá nhàn nhạt, chẳng phòng ngự phản công như huấn luyện viên Park Hang-seo mà cũng không kiểm soát bóng như ông Chu Xie. Nguyên nhân được huấn luyện viên Kim chỉ ra là bởi vì V-League chưa lăn bóng khiến cho các cầu thủ không có được thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, Nga rất mạnh, trong khi Thái Lan vẫn là đội bóng hàng đầu của khu vực. Sau khoảng một tháng thôi, tuyển Việt Nam có thêm hai trận đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2024 so với đợt tập trung hồi tháng 9. Hai vấn đề mà ông Kim Sang-sik đưa ra đều được giải quyết. Quân xanh của tuyển Việt Nam lần này được đánh giá là vừa sức, trong khi V-League thì có 4 vòng thi đấu giúp cho các cầu thủ làm nóng. Điều mà giới chuyên môn và cả người hâm mộ đang chờ đợi lúc này là đội tuyển Việt Nam sẽ có những thay đổi như thế nào, hiệu quả ra làm sao trong đợt tập trung lần này. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cần sớm định hình nhân sự và có lối chơi cho đội tuyển nhằm hướng tới AFF Cup 2024 với mục tiêu là vô địch. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập một số gương mặt trẻ lên đội tuyển lần này để có được sự kết hợp với những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đình Bắc hay thậm chí là cả sao Mai 18 tuổi Công Phượng khả năng được chào cơ hội, trong khi phong độ chói sáng của tiền đạo kỳ cựu Văn Quyết có thể cũng khiến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thay đổi định kiến. Nhìn chung, ông Kim Sang-sik đang có những gì tốt nhất ở trong tay. Chưa kể tuyển Việt Nam được thi đấu ở chảo lửa thiên trường của Nam Định. Nếu như Quang Hải và các đồng đội không thể hiện một bộ mặt khác, thậm chí lột xác trong hai cuộc đọ sức với Liban và Ấn Độ, thì đúng là đáng lo ngại thực sự. Đội tuyển Việt Nam kỳ vọng ở những chiến binh sao vàng hội quân. So với đợt tập trung hồi tháng 9 này, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng có một phiên bản nâng cấp ở lần hội quân tới, khi mà huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik có thời gian tuyển quân tại V-League. Đây là thời điểm mà chiến lược gia người Hàn Quốc cần sớm định hình nhân sự và cả lối chơi cho đội tuyển nhằm hướng tới AFF Cup 2024. Hai quân xanh vừa sức. Nếu như trong đợt tập trung tháng 9, đội tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh là Nga và Thái Lan thì đợt tập trung FIFA Day tháng 10 sẽ đọ sức với những đội vừa miếng hơn là Ấn Độ và Liban. Hai đội này có trình độ khá cân bằng so với đội tuyển Việt Nam nên rất thuận lợi để cho ông Kim Sang-sik có được những thử nghiệm về lối chơi và cả nhân sự. Trên bảng xếp hạng mới được FIFA công bố, tuyển Liban tăng 2 bậc để vươn lên vị trí 114 thế giới, xếp trên đội tuyển Việt Nam là 2 bậc. Trong khi đó, do thành tích không tốt tại giải giao hữu hồi tháng 9, tuyển Ấn Độ bị tụt 2 bậc và đang xếp hạng 126. Trong lịch sử đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam và Liban gặp nhau 2 lần tại vòng loại Asian Cup 2011. Khi đó, Quang Hải và các đồng đội thắng 3-1 ở lượt đi trên sân vận động Mỹ Đình và hòa 1-1 ở trận đấu lượt về trên sân khách. Còn với tuyển Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam mới chỉ đọ sức ở các trận giao hữu quốc tế, một trận đấu vào năm 2010 để thua 1-3 và một trận đấu năm 2022 thắng 3-0. Chuẩn bị cho hai trận đấu trong đợt FIFA Day tháng 10, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân trở lại ngày 5 tháng 10 sau khi kết thúc vòng 4 của V-League 2024-2025. Trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể triệu tập một số gương mặt mới và gọi trở lại các cầu thủ lứa U23. Giải Tam Hùng với sự tham dự của Ấn Độ, Liban và chủ nhà Việt Nam diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 10 trên sân Thiên Trường của Nam Định. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ ngày 9 tháng 10, sau đó gặp Liban ngày 15 tháng 10. Trận Ấn Độ và Liban diễn ra ngày 12 tháng 10. Các trận đấu đều lăn bóng vào lúc 18 giờ. Chờ vào những thay đổi. Trong hai trận đấu giao hữu tháng 9 gặp Nga và Thái Lan, tuyển Việt Nam có màn trình diễn khá mờ nhạt, thậm chí là không đạt yêu cầu về chuyên môn. Nguyên nhân là đối thủ mạnh, Nga hơn 82 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan vẫn được đánh giá cao dù trẻ hóa lực lượng.
Ngoài ra, ông Kim Sang-sik lại cho rằng do V-League chưa diễn ra nên các cầu thủ không được làm nóng, đạt trạng thái và cả phong độ tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn sẽ cải thiện được điều này khi mà giải vô địch quốc gia Việt Nam khởi tranh. Ở đợt tập trung lần này, cả hai vấn đề trên đều được giải quyết. Quân xanh của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là vừa sức, trong khi V-League sẽ có 4 vòng thi đấu trước khi những chiến binh sao vàng hội quân tại Vịnh Hà Nội. Theo dự đoán, ông Kim Sang-sik sẽ triệu tập nhiều gương mặt trẻ lên đội tuyển lần này. Những cầu thủ như Đình Bắc, Công Phương đều ghi dấu ấn ở câu lạc bộ và đội U20 Việt Nam. Đình Bắc thậm chí còn được huấn luyện viên Paul King của câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định là tương lai của bóng đá Việt Nam. Trong khi Công Phương có 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong màu áo của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2025 vừa kết thúc tại Hải Phòng. Không chỉ có các tân binh, cầu thủ trẻ mà cả cựu binh cũng có thể sẽ thay đổi trong đợt tập trung lần này. Ở trận Hà Nội FC thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 tại vòng 3 V-League, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cán mốc 116 bàn ở V-League, cân bằng kỷ lục với Lê Công Vinh. Có lẽ chân sút sinh năm 1991 sớm vượt qua đàn anh bởi Văn Quyết còn thi đấu nhiều mùa giải nữa mới giải nghệ. Với phong độ ấn tượng, một lần nữa câu chuyện Văn Quyết có được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam được nhiều người bàn tán. Ông Kim Sang-sik từng thừa nhận đội tuyển đang thực sự khát tiền đạo giỏi, nhưng ở hai lần tập trung hồi tháng 6 và 9 vừa qua đều ngó lơ Văn Quyết. Trái ngược, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức lại khiến tất cả thất vọng. Ở 3 trận đấu vừa qua tại V-League, có bóng vàng Việt Nam 2023 đều được ra sân thi đấu nhưng quá mờ nhạt. Với những gì đã thể hiện, tiền vệ người Hải Dương có nguy cơ chỉ đóng vai phụ khi mà ông Kim Sang-sik lên danh sách để tập trung. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik sắp có thêm cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ Jason Pinden Quang Vinh đang xúc tiến các thủ tục quan trọng để có được quốc tịch Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang xúc tiến nhập tịch cho hậu vệ Jason Pinden Quang Vinh. Jason có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Anh đủ điều kiện để sớm có được quốc tịch Việt Nam theo như cách mà Nguyễn Philip từng làm. Cùng với đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặc biệt quan tâm đến cơ hội nhập tịch của Jason Quang Vinh. Đơn vị này nhiều lần trao đổi với câu lạc bộ Công an Hà Nội để hỗ trợ nhanh nhất cho cầu thủ này nhập tịch. Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam cần thêm các cầu thủ mang dòng máu nước ngoài trong hoàn cảnh mà Thái Lan hay Indonesia và cả Malaysia tích cực nhập tịch. Hiện nay, Quang Vinh được tính là cầu thủ nước ngoài gốc Việt theo mục 4 điều 2 và cả chương 1 luật quốc tịch Việt Nam. Người gốc Việt Nam ở nước ngoài, người đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, người có cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại là người có quốc tịch Việt Nam. Jason Quang Vinh từng được định giá đến 900.000 euro năm 2020, tương đương 24,6 tỷ đồng. Sau giai đoạn thi đấu có phần sa sút, Quang Vinh chỉ được chuyên trang về chuyển nhượng Transfermarkt, định giá 500.000 euro, tức 13,7 tỷ đồng. Jason Quang Vinh Pendant sở hữu bản lý lịch ấn tượng, anh nhiều năm thi đấu cho Sochaux tại Ligue 2 và khẳng định được năng lực ở giải đấu hạng dưới của xứ Lục Lăng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik rất cần phương án mới cho vị trí hậu vệ trái. Trước đó thì Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương nặng và không ra sân thi đấu trong suốt 2 năm qua. Nguyễn Phong Hồng Duy sa sút rất nhiều và không thể hiện được năng lực khi lên đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Tuấn Tài là tài năng trẻ đang lên nhưng anh còn thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu quốc tế. Một vài cái tên khác như Thái Bình, Minh Trọng hay Văn Xuân chưa tạo được niềm tin với ông Kim Sang-sik. Trong tháng 10 này, tuyển Việt Nam có 2 trận đấu giao hữu quốc tế gặp Ấn Độ và Liban.